Bác Hồ và Đặng Tiểu Bình. Câu chuyện này do cụ Nguyễn Đình Hương, nguyên là phó ban tổ chức Trung ương sinh thời kể lại. Hồ Chủ tịch bước vào phòng dự tiệc chiêu đãi, tất cả mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện. Nhưng riêng nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình thì phất lờ và không chào hỏi như những người khác. Bác Hồ bước đến tận chỗ ngồi Đặng Tiểu Bình, vỗ vai hơi mạnh một chút và có cảm giác ghi người ông này xuống. Lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khó chịu thì bác cười tươi hỏi: "Chú mới sang à, đi đường xa có mệt không?" Đó là khi mà thấy Hồ Chủ tịch chuẩn bị bước đến thì Đặng Tiểu Bình thấy là không né tránh được nữa nên định đứng dậy bắt tay bác, nhưng vẫn chậm hơn một nhịp và bị bác vỗ thẳng vào vai xong ghì xuống ghế. Lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình muốn thể hiện mình là nước lớn, là bề trên, nhưng đã bị cụ Hồ dạy cho một bài học. Cụ Nguyễn Đình Hương nhấn mạnh: